mình mua ốc nhảy rồi trong kia là bị hớ 300 ngàn một ký ốc nhảy. Dạ. Dạ đâu rồi trong. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hùng Tuấn Vlog nha. Thì mình lại tiếp tục cuộc hành trình đi vào đất liền thôi. Hiện tại là mình đang ở đảo Hải Tặc. Hiện tại mình đã đi ra thuyền. Đây mọi người bán đồ ánh sáng rất là nhiều. Bên đây thì sóng im hơn. Mấy giờ tàu đi rồi chị? 8 giờ. Đây là tàu cá, mọi người đem cá ra đây bán. Cá ốc nhảy này nè. Cá. Là chị nó ghẻ là ghẻ trong cái tủ đó hả? Mực. Con gì nó bám cho nên đây nè, là sáng sớm khoảng 8 giờ mọi người tập kết ở bên tàu và hải sản tập kết ở đây. Cá rất là nhiều đó, bắt đầu tập kết cá vào nữa kìa. Hải sản ở đây thì rất là rẻ, chỗ quán thì họ sẽ bán mắc hơn. Đó, đây là những cái bọc cá người ta đánh bắt được. Đây cá ghẹ tôm tích. Cái mật bây giờ. Chạy
tôm như thế này thì bao nhiêu tiền một ký đấy chị? 230. Còn cái tỏi này? Cái này tép 60 ngàn. Tép 60 ngàn. Mình mua ốc nhảy ở trong kia là bị hớ 300 ngàn một ký ốc nhảy. Dạ. Dạ đâu rồi, trong cái quán nhà nghỉ mà họ bán là trước nhà nghỉ đó. Để luôn nó vậy. 300 ngàn một ký ốc nhảy. Tép không bắt chứ tép ở trong quán rồi phải. Dạ. Bắt đi tép đi. Bắt không? Chắc lát thêm tiền nha, xin sẽ được phần thôi. Để lên đi. Mực ở đây là nhiêu một ký rồi đấy chị? Nhiều loại lắm, có loại 200 mấy. Dạ. Cái loại mực cóc là mực hả? Mực cóc là mực nhỏ đó hả chị? Ừ, mực cóc. Để ra đi, cái đồ đi ra. Mình cứ phân phân đăng ký ký lại hả chị? Cái loại này với loại tôm tích thì bán sao vậy chị? Trên đây hiện tại lên tàu giờ người cứ lân lân nên đang đứng ở trên bến này, tí tàu chạy cái mà mình đi luôn, mình lên luôn chứ không có lên nó ngồi đó hồi cái say xong. Rồi giờ tàu xuất phát đi rồi, chuẩn bị đi, chuẩn bị nổ neo thì mình sẽ lên.
tới rồi. Mình đi lấy xe. Nắng quá. Sáng giờ ngồi thuyền nó cứ lâng lâng người. Đây, gửi xe đây. Đi có mình nha, mà đi kiếm chuyện đi quá trời ha. Dạ, em cho em lấy xe ha. Đây là cái bãi giữ xe của chị. Thì mọi người Cường Thịnh, mọi người cứ vào đây giữ thôi, có 15.000 một ngày. Còn mà cái bãi ở ngoài, ngay gần bến bãi tàu luôn mọi người. Đó. Đây là công ty luôn nha. Đó. Đây nè, 15 ngày 1.000 một ngày thì mọi người đi ngay cái ngã ba đó, mọi người quẹo vào bến tàu là có cái bãi giữ xe luôn đó. Anh chị chủ ở đây rất là vui tính. Thôi giờ mình sẽ đi đi thôi. Ây da. Dạ, chúng ta lại tiếp tục đi Cà Mau thôi. Sau khi chuẩn bị đồ thì giờ mình sẽ đi kiếm quán ăn sáng đã. Cũng 9 giờ 10 giờ rồi. Giờ đi kiếm quán ăn sáng. Lúc ở trên tàu là mình không thể nào mình ăn được. Tại vì bị say xe, say sóng. Mình yếu là vậy á. Đây là mọi người thông cảm. Có muốn bò Huế không? Em một tô nạm đi. Trời ơi. Dạ. Có không cơ? Bò kho bánh mì hả?
mì, bò kho. Thì ăn một chút rồi mình sẽ lên đường tiếp. Mời mọi người cùng ăn sáng với mình nha. 10 giờ mới ăn sáng. Ngon đậm đà luôn. Thơm rất là nhiều, ăn rất là ngon. Mình vào ở trong đây rồi mình mới dám ăn, chứ ở ngoài kia không dám ăn. Thường đi thì sẽ bị say. Khi mình say á, là mình hay bị ọc ra. Nên là tốt nhất là cứ để bụng đói, đói là mình sẽ đi tiếp. Mình đi xe ô tô thì không sao, nhưng mà đi tàu á là nó cứ dập dìu này lên này, rất là khó chịu. Còn đi ô tô đi giết thì không sao cả, nó lạ là vậy. Thôi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lên xuống Cà Mau đây. Để video mình kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau nha. Bye bye.